chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua những nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Theo chuyên mục tin sáng, Bộ Kế hoạch Đầu tư dự báo hết năm nay sẽ có khoảng 55.000 doanh nghiệp giải thể. Đêm Hạ Huyền tôn vinh nét tối giản trong nhạc Trịnh Công Sơn. Chuyên mục câu chuyện buổi sáng, chạy công chức 100 triệu ở Hà Nội, câu chuyện về văn hóa bôi trơn tồn tại lâu đời ở Việt Nam và thêm những con số đáng suy ngẫm. Trong chuyên mục cuộc sống bốn phương, Ấn Độ tiếp tục thử thành công tên lửa đối đất Agni 1. Bahrain lắp đặt hệ thống camera toàn đất nước để quản lý tội phạm. Như thường lệ, mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một trong số những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm qua, phiên khai mạc chính thức Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 10 diễn ra tại Hà Nội. Ngày hôm qua, Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 10 chính thức khai mạc tại Hà Nội với kỳ vọng sẽ là nơi phát đi thông điệp khát vọng dựng xây đất nước, là đại hội của hành động. Đại hội diễn ra trong bối cảnh mà đất nước có nhiều khó khăn, thách thức lớn và một bộ phận thanh niên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng. Tóm tắt các báo cáo trình đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết, 5 năm qua đã có nhiều phương thức mới, sáng tạo trong hoạt động đoàn của tuổi trẻ cả nước, tạo được dấu ấn và được xã hội nhìn nhận. Đồng hành với tuổi trẻ, đoàn cũng đã tạo môi trường thích hợp cho nhiều bạn trẻ để họ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tuy nhiên, khi nhìn nhận về những vấn đề còn tồn tại, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng công tác giáo dục của đoàn chưa tác động sâu sắc đến thanh niên, việc cảm hóa thanh niên chậm tiến chưa tốt, sinh hoạt chi đoàn chưa phong phú, còn tình trạng hành chính, hình thức trong hoạt động đoàn ở một số nơi. Do đó, yêu cầu đặt ra là hoạt động đoàn phải sát thực tiễn, phù hợp lợi ích thanh niên, có điểm nhấn và cán bộ đoàn phải tâm huyết, gắn bó với thanh niên hơn nữa. Sau phiên khai mạc, đại hội được chia làm 10 trung tâm thảo luận, tạo diễn đàn cho đại biểu góp ý kiến, đánh giá tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi những năm qua. Từ đó xây dựng mục tiêu, phương hướng, hiến kế các giải pháp triển khai nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội lần này có sự tham gia của 999 đại biểu, trong đó có 1/3 là đại biểu nữ, gần 1/5 là đại biểu dân tộc thiểu số. Độ tuổi bình quân của đại biểu là 29,8. Tiếp tục chương trình là các thông tin nổi bật được đăng tải trên các trang báo vào sáng nay. Mở đầu xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết được đăng tải trên báo Tiền Phong, Hà Nội điều tra xã hội học 5 sở nhạy cảm. Báo phóng viên của báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Thanh Học là Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Ông Học cho biết Hà Nội sẽ mở đợt điều tra xã hội học về việc năng lực, thái độ, trách nhiệm, thực thi công vụ của cán bộ, công chức thuộc 5 sở quan trọng liên quan nhiều đến dự án đầu tư, đến người dân và doanh nghiệp. 5 sở này cũng là những cơ quan mà vừa qua dư luận trong một bộ phận cán bộ, nhân dân có ý kiến còn nhiều vấn đề này, vấn đề kia. Cụ thể, gồm Sở Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Tài chính, Xây dựng. Thành ủy Hà Nội đã bắt đầu triển khai và sẽ phát 1.000 phiếu cho cuộc điều tra này. Phấn đấu đến ngày 15 tháng 1 năm 2013 sẽ hoàn tất đợt điều tra. Kết quả điều tra xã hội học với lãnh đạo Thành ủy là một kênh thông tin rất quan trọng mà căn cứ vào đó, Thành ủy Hà Nội sẽ có những đề xuất rất cụ thể. Kết quả này sẽ gửi cho Ban chỉ đạo thành phố để từ đó đưa ra giải pháp nhằm phát huy những ưu điểm và những hạn chế cần khắc phục. Đây là một trong các nội dung rất quan trọng nhằm ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị cũng như đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác cán bộ, trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu cấp ủy chính quyền theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4. Tranh chấp Biển Đông, ASEAN cần một tiếng nói chung, phóng viên Nguyễn Huy đưa tin trên trang 6 báo Tiền Phong. Trung Quốc liên tục thực hiện mưu đồ bành trướng xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh hải Việt Nam và các nước trong khu vực Biển Đông, vi phạm luật pháp quốc tế. Trước diễn biến đó, các nước ASEAN cần có tiếng nói chung cho vấn đề này, hợp tác chặt chẽ với nhau để giải quyết.
nhận định được các nhà khoa học chuyên gia nghiên cứu cảnh báo tại Hội thảo Quốc gia Hợp tác Biển Đông, Lịch sử và Triển vọng do Học viện Chính trị Hành chính khu vực 3, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia TP.HCM phối hợp khai mạc tại Đà Nẵng sáng qua 12 tháng 2. Theo tiến sĩ khoa học Lương Văn Kế, nguyên nhân chính khiến Trung Quốc ngày càng lấn tới độc chiếm Biển Đông, bất chấp sự phản ứng của các nước, là ở chỗ các nước tranh chấp đều chưa phải là đối thủ cân sức. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Huế cho rằng, trật tự Biển Đông có sự thay đổi với sự xuất hiện của hai nhân vật chủ chốt là Trung Quốc và Mỹ, cần có biện pháp nghiên cứu hoạch định chính sách ứng phó toàn diện và thận trọng. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, TP.HCM, chuyên gia nghiên cứu Biển Đông cho hay, giải quyết vấn đề Biển Đông đòi hỏi Việt Nam, các nước cần phải nỗ lực lớn, kiên trì chính sách kiên định phù hợp, nên xây dựng liên minh an ninh kinh tế biển với các cường quốc và các nước trên trục Biển Đông, nhằm loại bỏ xu thế thỏa hiệp, tranh thủ sự ủng hộ cộng đồng luật pháp quốc tế. Đề xuất sớm sửa đổi quy chế khu vực biên giới biển là một thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo Tiền Phong. Theo bài viết này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân định rõ hơn thẩm quyền, cơ chế phối hợp và phạm vi hoạt động của các bộ, ngành và địa phương trong quản lý bảo vệ khu vực biên giới biển. Sửa đổi bổ sung Điều 14 của Nghị định 161 về đăng ký, quản lý, lưu trú, cấp giấy phép cho người nước ngoài và hoạt động tại khu vực biên giới biển, tăng cường đầu tư các công trình quốc phòng, an ninh ven biển và trên các đảo, các căn cứ hậu cần nghề cá trên các vùng biển, bổ sung các chính sách khuyến khích ngư dân tổ chức đánh bắt ra bờ để khai thác có hiệu quả và tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đề xuất Bộ Quốc phòng triển khai xây dựng các khu kinh tế quốc phòng ven biển, đầu tư thành lập 3 đồn biên phòng trên quần đảo Trường Sa. Năm 2013, có Trung tâm Dự báo Ngư trường thông tin cho trang 8 báo Tiền Phong. Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa cho biết, trong tháng 12 sẽ trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành lập Trung tâm Dự báo Ngư trường khai thác hải sản, dự kiến sẽ hoạt động trong năm 2013. Trung tâm này sẽ được đầu tư trang thiết bị, hệ thống thu thập, xử lý, phân tích số liệu thuộc diện hiện đại nhất. Tổng cục Thủy sản cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện các dự án thu thập số liệu nghề cá, dự án khai thác và dùng dữ liệu viễn thám để phục vụ dự báo ngư trường. Đồng thời dự án nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ dự báo ngư trường. Theo Tổng cục Thủy sản, trước đây hệ thống dự báo ngư trường của Việt Nam một năm chỉ được 2 vụ, hoặc theo từng quý, mức độ chính xác không cao. Vì trung tâm dự báo đi vào hoạt động sử dụng công nghệ hiện đại sẽ có nhiều bản tin cập nhật chính xác hơn phục vụ cho bà con ngư dân. Trên báo Tiền Phong có một thông tin đáng chú ý của tác giả Lê Kiến với tựa đề là Thủy điện trong vườn quốc gia Gióc Đôn, lợi bất cập hại. Theo bài viết này, ngay trong vùng lõi của vườn quốc gia Gióc Đôn thuộc tỉnh Đắk Lắk, một dự án chuyển đổi rừng làm thủy điện đã được các cấp đồng ý, triển khai và hiện nay đang chờ kết quả đánh giá tác động môi trường để hoàn tất thủ tục xây dựng. Theo đó, hồ sơ khảo sát thiết kế xây dựng dự án thủy điện Đắk Phúc đã hoàn thành trình cơ quan chức năng. Trong khi chờ báo cáo đánh giá tác động môi trường về dự án này, thì nhiều ý kiến chuyên môn khẳng định sẽ có nhiều tác động tiêu cực đối với công tác bảo tồn về môi trường và hệ sinh thái vườn quốc gia Gióc Đôn. Đáng chú ý là ý kiến của ông Trần Văn Thành, quyền giám đốc vườn quốc gia Gióc Đôn. Ông khẳng định quan điểm của ông về bảo tồn là không đồng ý với việc xây dựng công trình thủy điện trong vườn quốc gia vì sẽ ảnh hưởng tiêu cực, trước mắt là sẽ mất rừng. Nếu nhà máy vận hành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lâm tặc vận chuyển lâm sản bằng đường thủy. Ngoài ra trong quá trình thi công, nổ mìn phá đá còn sẽ gây ra ô nhiễm môi trường, gây tiếng ồn ảnh hưởng tới môi trường, sinh thái khiến động vật hoang dã bỏ đi nơi khác. Trao đổi về vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Bảo Huy thuộc Trường Đại học Tây Nguyên cho rằng, việc xây dựng thủy điện trong vùng lõi vườn quốc gia chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công tác bảo vệ vườn quốc gia. Tuy nhiên, muốn nói chính xác thì cần phải có kết quả đánh giá tác động môi trường và khảo sát thực tế thì mới khẳng định mức ảnh hưởng cụ thể là gì. Trên trang 6 báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay, phóng viên Ánh Hồng có bài viết Adidas Việt Nam lòng vòng chuyển giá. Hoạt động theo giấy phép kinh doanh là phân phối bán buôn, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Adidas Việt Nam lại phát sinh hàng loạt chi phí của nhà bán lẻ. Đây là cách chuyển giá theo phương thức liên kết giữa các công ty con của Adidas mẹ nhằm tìm cách né thuế tại Việt Nam. Mới đây, nghi ngờ có dấu hiệu giao dịch liên kết, Cục Thuế TP.HCM đã tiến hành thanh tra doanh nghiệp này. Đại diện Phòng Thanh tra 1 Cục Thuế TP.HCM, đơn vị trực tiếp thực hiện thanh tra tại Adidas Việt Nam nói, nếu một đôi giày Adidas bán ra tại thị trường Việt Nam với giá 2 triệu đồng, thì giá gốc khi nhập khẩu chỉ khoảng 1 triệu đồng, còn 500.000 đồng là các chi phí khác mà Adidas Việt Nam phải trả cho các đối tác khác mà thực chất cuối cùng đều chảy về túi của công ty mẹ.
có trường hợp các chi phí khó hiểu khác lên đến 5% giá bán sản phẩm. Mỗi khoản chi phí nêu trên hàng năm ngốn của ASEAN Việt Nam số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Chi phí này do người tiêu dùng Việt Nam gánh, nhưng ngân sách thất thu vì lợi nhuận được chuyển lòng vòng qua các đối tác rồi lại chảy về túi của công ty mẹ. Giao dịch liên kết là một dạng chuyển giá thường gặp ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, các công ty trong cùng hệ thống thường mua bán lòng vòng nhằm chuyển lợi nhuận từ Việt Nam sang các quốc gia có thuế suất thấp hơn nhằm tránh phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. Thông tin từ tác giả Đại Dương của báo Tiền Phong, năm 2013 dự báo nhà đất giá thấp bùng nổ. Bài viết cho hay, đó là dự báo của các chuyên gia và doanh nghiệp về thị trường bất động sản Việt Nam năm 2013 tại cuộc hội thảo triển vọng thị trường bất động sản Việt Nam năm 2013 diễn ra vào ngày hôm qua 12 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó đáng chú ý đó là ý kiến của tiến sĩ Trần Kim Trung thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Ông cho rằng thị trường bất động sản năm 2013 sẽ có sự phân giá mạnh, nhóm sản phẩm nhà cho người thu nhập thấp sẽ sôi động, nhóm trung và cao cấp tiếp tục đi xuống. Theo đó, loại hình căn hộ từ 14 đến 60 m2 hoặc có giá dưới 1 tỷ đồng sẽ được chú ý phát triển và tăng cường giao dịch. Với mức thu nhập trung bình hiện nay, việc huy động các nguồn lực của một gia đình để có thể mua được một căn hộ chung cư mini hoặc một bất động sản nhà đất trong ngõ nhỏ khoảng cách dưới 7 km đến trung tâm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hoặc đến chỗ làm việc là hiện thực. Vì vậy, nhóm thị trường nhà giá thấp vẫn được chú ý và có khả năng đáp ứng yêu cầu cao. Công bố thưởng Tết hơn 217 triệu đồng, thông tin trên trang 2 báo Thanh Niên. Ngày 12 tháng 12, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh HEPSA cho biết, hiện đã có 98 doanh nghiệp do HEPSA quản lý công bố mức lương thưởng và chăm lo Tết cho người lao động. Cụ thể, đối với loại hình doanh nghiệp nước ngoài, mức lương cao nhất 217,317 triệu đồng một người một tháng tại một doanh nghiệp chuyên sản xuất hóa mỹ phẩm, thấp nhất là 2,14 triệu đồng, doanh nghiệp trong nước cao nhất là 60 triệu đồng, thấp nhất là 2,1 triệu đồng. Đối với thưởng Tết, doanh nghiệp nước ngoài thưởng cao nhất 217,377 triệu đồng một người, thấp nhất 2,3 triệu đồng. Doanh nghiệp trong nước cao nhất 55,3 triệu đồng, thấp nhất 2,14 triệu đồng. Riêng mức thưởng bình quân theo ngành nghề, điện, điện tử 5 triệu đồng một người, cơ khí 3,55 triệu đồng, may mặc da giày 3,4 triệu đồng, thực phẩm là 2,5 triệu đồng. Theo bà Nguyễn Võ Minh Thư, quyền trưởng phòng quản lý lao động thuộc HEPSA, mặc dù tình hình kinh tế năm nay khó khăn, nhưng mức thưởng Tết của doanh nghiệp cho người lao động bình quân là một tháng lương cơ bản không tính phụ cấp. Một câu chuyện buồn được đăng tải trên báo Nông Thôn ngày nay, bình bầu hộ nghèo nơi khống chế, nơi thả cửa. Bài viết của nhóm tác giả báo Nông Thôn ngày nay cho biết, thực tế là việc bình xét hộ nghèo ở các khu vực nông thôn, có nơi thì bị khống chế tỷ lệ, có nơi thoải mái bầu, nên nhiều hộ không nghèo lại được nghèo và không ít hộ nghèo thực sự thì rớt nước mắt vì bị gạt ra ngoài. Ví dụ như là xã Khánh Hiệp thuộc huyện miền núi Khánh Vĩnh thuộc tỉnh Khánh Hòa là một trong những xã đặc biệt khó khăn với đa số hộ dân là đồng bào dân tộc. Xã có tới 747 hộ thì có tới 446 hộ nghèo và cận nghèo. Riêng thôn Hòn Lay thì có tới 190 hộ nghèo và cận nghèo, nhưng việc bình bầu hộ nghèo ở thôn này được dân phản ánh là chẳng ra làm sao. Ý kiến của một người dân cho biết, ngày bình bầu hộ nghèo có rất nhiều hộ dân không được thông báo đến dự. Việc bình xét theo tiêu chuẩn hộ nghèo gần như là thuộc quyền phán xét của bà trưởng thôn, nên dù có bình xét thì cũng như không. Vậy mà tại cuộc họp bình xét hộ nghèo, có rất nhiều người đã không có ý kiến bảo vệ những gia đình nghèo như vậy và thậm chí họ còn có thái độ làm ngơ. Một ý kiến đáng chú ý của ông Nguyễn Cát Thành là trưởng thôn Hồng Thạch, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên của tỉnh Hải Phòng cũng cho biết là vào năm ngoái thôn ông được 7 hộ nghèo, nhưng năm nay thì chỉ tiêu xã giao chỉ còn có 5 hộ. Và ông cho biết thật là rất khó xử, nhiều gia đình nghèo rớt như gia đình ông vẫn phải ngậm ngùi cho thoát nghèo. Không có sữa Meiji nhiễm phóng xạ ở Việt Nam là thông tin mà phóng viên Liên Châu đưa trên trang 6 báo Thanh Niên. Trước thông tin về sữa Meiji bị nhiễm phóng xạ có thể có tại Việt Nam, ngày 12 tháng 12, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế khẳng định các sản phẩm này không có tại Việt Nam. Các sản phẩm sữa Meiji được Cục cấp phép nhập khẩu và lưu hành tại thị trường Việt Nam, chủ yếu là các sản phẩm Meiji Gold và Meiji Mary Mama. Riêng sản phẩm Meiji Step đã được công bố từ tháng 6 năm 2012 và được nhập về số lượng nhỏ, hiện tại không còn hàng bán trên thị trường. Trên các trang thông tin chính thức của Bộ Y tế Nhật Bản, hiện cũng chưa có công bố sữa Meiji nhiễm phóng xạ. Văn bản chính thức của Văn phòng Đại diện Mexico tại Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 2012 gửi Cục An toàn Thực phẩm cũng khẳng định. Thông tin sữa Meiji bị nhiễm phóng xạ tại Việt Nam là
thông tin hoàn toàn không có và không đúng sự thật. Một thông tin về y tế đáng chú ý của tác giả Lê Thanh Hà trên báo Tuổi Trẻ. Bệnh viện phòng khám hết hạn giấy phép hành nghề, nửa triệu người có thẻ bảo hiểm y tế bơ vơ. Theo bài viết này, nhiều lãnh đạo bệnh viện tư và phòng khám tư tại Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng ngồi không yên vì giờ G sắp đến nhưng họ vẫn chưa có giấy đủ điều kiện hành nghề y tư nhân, giấy phép hành nghề. Điều này đồng nghĩa với việc các cơ sở y tế này sẽ không được Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục ký hợp đồng khám chữa bệnh cho bệnh nhân diện bảo hiểm y tế. Tại thành phố hiện nay có gần 20 bệnh viện tư và phòng khám tư đã hết hạn giấy phép hành nghề, nhưng đến nay chưa có giấy phép mới. Các bệnh viện tư, phòng khám tư này đang tiếp nhận khoảng nửa triệu người đăng ký khám bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. Trao đổi với phóng viên của báo Tuổi Trẻ quanh vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Bình là giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định những vướng mắc bất cập trong việc cấp giấy phép hành nghề cho phòng khám tư và chứng chỉ hành nghề cho các bác sĩ đã được lãnh đạo sở chỉ đạo giải quyết chấn chỉnh. Còn những bệnh viện phòng khám tư hết hạn giấy phép hành nghề nhưng chưa được cấp mới vì nhiều lý do, Sở Y tế Thành phố sẽ xem xét và kiến nghị cho gia hạn giấy phép hoạt động thêm 6 tháng. Chuyên mục giáo dục của báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay đăng tải bài viết của nhóm phóng viên Bá Sơn, Hà My, Đông Hà với nhan đề nhiều nơi tuyển giáo viên Philippines. Sau Thành phố Hồ Chí Minh thì ngành giáo dục đào tạo các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu cũng đã lên phương án tuyển giáo viên người Philippines. Về tuyển dụng giáo viên Philippines của một số địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai nhằm hiện thực hóa đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt. Từ đề án chung của cả nước, mỗi tỉnh sẽ xây dựng đề án riêng với những giải pháp cụ thể nhằm đạt mục tiêu tới năm 2020, chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông sẽ đạt được những chuyển biến nhất định. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương đặt ra nhiều tiêu chí để tuyển chọn giáo viên Philippines và trước mắt thì tỉnh Bình Dương sẽ dành khoảng 960.000 đô la Mỹ, tức là khoảng hơn 20 tỷ đồng để trả lương cho giáo viên Philippines dạy tiếng Anh. Tính ra thì mức lương mỗi giáo viên Philippines dạy tiếng Anh là hơn 40 triệu đồng một tháng. Tỉnh Đồng Nai cũng đã tuyển được 24 giáo viên đạt yêu cầu, còn ở Bà Rịa Vũng Tàu thì sở đã xin nhưng mà tỉnh này vẫn chưa đồng ý. Có một con số rất đáng giật mình và cần được cả xã hội quan tâm, đó là 14 tuổi đã quan hệ tình dục, một thông tin được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ. Và đây cũng chính là số liệu do bác sĩ Nguyễn Duy Tài, trưởng bộ môn phụ sản Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh công bố tại hội thảo toàn quốc nghiên cứu tình dục và sức khỏe sinh sản lần 1 vào ngày 12 tháng 12 vừa qua. Con số này sớm hơn nhiều so với điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên lần 2 công bố vào năm 2010, tuổi quan hệ tình dục lần đầu là 18,1 tuổi. Bác sĩ Nguyễn Duy Tài đã đem đến hội thảo một báo cáo đáng chú ý thực hiện tại ba cơ sở y tế công ở Thành phố Hồ Chí Minh, đó là Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Từ Dũ và Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Thành phố Hồ Chí Minh. Theo bác sĩ Tài, tỷ lệ vị thành niên có thai ngoài ý muốn có xu hướng gia tăng, năm 2008 là 2,15%, năm 2009 lên 2,45%. Khảo sát trong nhóm vị thành niên có thai ngoài ý muốn, tuổi bắt đầu có quan hệ tình dục trung bình là 14 tuổi. Theo bác sĩ Tài, thậm chí có những bé gái có quan hệ tình dục lần đầu với hình thức tự nguyện khi mới 10 tuổi. Ở các gia đình, cha mẹ quan tâm thân thiện với con cái, thường trao đổi và có hướng dẫn với con khi có thay đổi về tâm sinh lý học hành thì khả năng có thai ngoài ý muốn giảm 0,62 lần. Bác sĩ Tài cho biết là theo nghiên cứu, giai đoạn dễ xuất hiện có thai ngoài ý muốn nhất đó là thời điểm các bé gái ở độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi, cũng trùng hợp với giai đoạn các bé mới dậy thì có nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Nếu gia đình không bắt kịp, có thể sẽ có những rủi ro phát sinh trong quan hệ bạn bè của con trong giai đoạn này. Nên nghiên cứu để công nhận hình thức kết hợp dân sự hoặc chung sống có đăng ký được áp dụng chung cho mọi trường hợp cặp đôi, không phân biệt giới tính hoặc chỉ áp dụng riêng cho các cặp đôi cùng giới. Đó là kiến nghị trong báo cáo của đoàn công tác liên ngành do ông Đinh Dũng Sĩ, Phó Vụ trưởng Pháp luật Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn, khảo sát thực tiễn thi hành luật hôn nhân và gia đình năm 2000 tại một số tỉnh thành, phản ánh của phóng viên Hoàng Long trên trang 11 báo Tiền Phong, tiếp tục đề nghị công nhận hôn nhân đồng tính. Báo cáo trên khẳng định, đồng tính là một xu hướng tình dục tự nguyện, vì vậy việc thừa nhận quyền chung sống với nhau của những người đồng tính là lẽ tự nhiên, pháp luật không nên ngăn cản. Ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Pháp luật Dân sự, Kinh tế, Bộ Tư pháp, Tổ trưởng Tổ biên tập Luật Hôn nhân Gia đình sửa đổi cho biết, định hướng sửa đổi bổ sung Luật Hôn nhân Gia đình lần này sẽ không quy định cấm việc kết hôn giữa những người cùng giới tính như luật hiện hành, mà sử dụng cụm từ không thừa nhận hôn nhân của những người cùng giới tính. Sửa luật cũng sẽ không can thiệp vào việc sống chung như vợ chồng
giữa những người cùng giới tính, đồng thời quy định về quyền và nghĩa vụ giữa các bên cùng giới tính trong quan hệ chung sống như vợ chồng, theo giải pháp quy định về việc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng giới. Tiếp theo là những thông tin trong nước đáng chú ý khác. Theo dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết năm 2012, số doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động trên cả nước có thể lên tới con số 55.000 doanh nghiệp. Tính đến thời điểm này, trên cả nước, số lượng doanh nghiệp tạm dừng hoạt động và giải thể là 48.500 doanh nghiệp, trong đó có gần 40.000 doanh nghiệp dừng hoạt động và 8.500 doanh nghiệp đã giải thể. Số doanh nghiệp giải thể tập trung vào các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tính đến thời điểm này, cả nước đã có trên 65.000 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 10% về số lượng doanh nghiệp và giảm 8,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có xu hướng giảm dần qua từng quý so với năm trước và có sự dịch chuyển từ những ngành đang gặp khó khăn như bất động sản, xây dựng, tài chính sang giao dịch, y tế, văn hóa du lịch. Nhằm tạo điều kiện cho người dân mua nhà và quan trọng hơn là cứu thị trường bất động sản đang đóng băng hiện nay, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam vừa đề xuất giải pháp cho vay với lãi suất ưu đãi là 7% mỗi năm. Theo đó, người mua nhà trị giá dưới 2 tỷ đồng mỗi căn được vay với lãi suất ưu đãi là 7% mỗi năm trong 3 năm đầu. Nhà nước sẽ cấp bù lãi suất 3% đến 5% mỗi năm. Với tỷ lệ bù lãi suất này thì trong vòng 3 năm, từ năm 2013 đến năm 2015, nhà nước sẽ dành khoảng 8.000 tỷ để cấp bù lãi suất. Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam đánh giá cơ chế cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại tham gia vào chương trình kích cầu sẽ tương tự như năm 2008. Cũng theo Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính đánh giá, khi chương trình kích cầu được thực hiện, thị trường sẽ giải phóng hàng tồn kho vật liệu xây dựng, ngành dịch vụ tài chính và nhà nước sẽ thu được nhiều khoản thuế gia tăng từ chương trình kích cầu này. Ngày hôm qua 12 tháng 12 tại tỉnh An Giang đã diễn ra lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành. Đây là cơ sở nghiên cứu ứng dụng hiện đại nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu cũng như lai tạo, chọn lọc ra những giống lúa ưu việt. Với vốn đầu tư trên 80 tỷ đồng, Trung tâm Nghiên cứu Công nghiệp Định Thành có nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu cho ngành trồng lúa đầu tiên tại nước ta. Trung tâm có vùng nguyên liệu rộng hơn 100 ha phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. Khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ giúp bà con nông dân tiết kiệm nhiều hơn trong sản xuất, từ đó nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống. Các giống lúa này được đảm bảo có đầu ra, xuất khẩu với giá cao để phục vụ sản xuất trong vùng nguyên liệu. Ngoài hoạt động chính là đào tạo nâng cao trình độ cho lực lượng kỹ thuật viên nông nghiệp, nông dân, cộng tác viên trong vùng nguyên liệu, cán bộ kỹ thuật viên tại các địa phương có yêu cầu, trung tâm còn phối hợp với các viện trường trong và ngoài nước tham gia khảo nghiệm các giống lúa mới. Thưa quý vị, hiện nay phần lớn các địa phương nông thôn đã có hoạt động thu gom rác thải. Tuy nhiên, khi người dân bắt đầu có ý thức trong việc thu gom rác, thì công tác xử lý rác thải nông thôn ra sao lại trở thành bài toán khó, thiếu những chính sách, cơ chế lâu dài và không được đầu tư thích đáng là những nguyên nhân khiến các doanh nghiệp không mặn mà trong việc đầu tư trong lĩnh vực này. Đây là bãi rác của thôn 10, xã Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Tỷ lệ rác thải vô cơ đang ngày một gia tăng. Theo chính quyền ở đây, mỗi năm địa phương được cấp vài trăm triệu đồng cho công tác vệ sinh môi trường. Và cũng có một doanh nghiệp đầu tư xử lý. Nhưng lượng rác quá lớn, nguồn kinh phí hỗ trợ và thu từ người dân chỉ đủ để doanh nghiệp duy trì hoạt động chôn lấp đơn giản như thế này. Rác thải này nhiều, chôn lấp bãi rác thì nhà nước phải hỗ trợ cái kinh phí. Nước bất đồng tâm thì tiền đâu có mà làm. Để xây dựng một nhà máy xử lý rác thải thì phải cần đến cả chục, thậm chí cả trăm tỷ đồng. Với nguồn kinh phí hiện tại, mỗi địa phương được cấp thì đây thực sự là việc làm quá sức. Các doanh nghiệp tư nhân thì không đủ kinh phí đầu tư, hoặc có thì cũng không mặn mà. Vì thế mà những đống rác thải tại nhiều miền quê cứ ngày một cao dần. Tổng số kinh phí của nhà nước là trích 1% cho cái sự nghiệp bảo vệ môi trường. Nhưng cái đó phân bổ về các tỉnh rồi các huyện là còn rất là ít. Đầu tư thì bao giờ người ta cũng tính cái bài toán là đầu tư hiệu quả đầu tư. Chúng ta có đảm bảo cho họ không? Chưa đảm bảo được thì họ chưa vào. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trung bình ngày, một người sống tại nông thôn thải ra khoảng 0,6 đến 0,7 kg rác. Với khoảng 50 triệu người sống ở nông thôn hiện nay, mỗi ngày có khoảng 30 đến 35.000 tấn rác thải cần được xử lý, thu gom.
Tuy nhiên, lượng thu gom mới chỉ đạt gần 50%, chứ chưa nói gì đến việc xử lý. Là chúng ta cũng chưa có những cái chính sách thích hợp để hỗ trợ cho việc xử lý rác thải ở nông thôn. Và vì vậy thì hiện nay thì nhà nước cũng có một số cái chương trình như xử lý môi trường nông thôn, rồi cái chương trình mục tiêu quốc gia về hỗ trợ cho cái xử lý bảo vệ môi trường đấy, nhưng mà thực ra cũng chỉ là mô hình điểm. Theo các chuyên gia về môi trường, để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải ở nông thôn, các cơ quan chức năng cần có cơ chế cụ thể, chứ không phải bằng việc đầu tư tài chính một cách chung chung để rồi thả nổi cho các địa phương tự lo như hiện nay. Tại Úc, cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào việc xử lý rác thải, đặc biệt là rác thải nông thôn, thì chính phủ cũng tính luôn cả đầu ra cho sản phẩm làm từ rác, thì hoạt động thu gom, xử lý rác mới được bền lâu. Với 80% khối lượng rác thải, nước thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn vẫn đang được xả trực tiếp ra môi trường hàng ngày. Lời giải cho bài toán xử lý rác thải nông thôn xem ra vẫn là một ẩn số. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới của nhiều địa phương chắc chắn vẫn gặp nhiều khó khăn khi không thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay, với những thanh niên công nhân, để có được một đám cưới tươm tất quả thật là điều không hề dễ dàng. Như một giấc mơ đáng trân trọng, rất nhiều những cặp uyên ương công nhân đã có được ngày hạnh phúc trọn vẹn từ chương trình đám cưới tập thể do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP.HCM tổ chức vào sáng qua 12 tháng 12 năm 2012. Đám cưới tập thể có số lượng cặp đôi công nhân tham gia đông nhất lần này cũng đã được chọn để ghi vào danh sách kỷ lục của Việt Nam. Lễ cưới tập thể này dành cho những công nhân người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 120 cặp đôi đã tham gia diễu hành xe hoa trên các tuyến đường chính, dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ. Lễ cưới đã được tổ chức tại trung tâm hội nghị Grand Palace. Các cặp đôi tham gia lễ cưới còn được ban tổ chức tặng thẻ ATM có tài khoản 2 triệu đồng, một bàn tiệc trị giá 5 triệu, một cặp nhẫn cưới trị giá 2,8 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn tặng thêm 10 cặp nhẫn trị giá 8 triệu đồng cho 10 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn nhất, cùng nhiều hỗ trợ khác như quay phim, chụp ảnh, trang điểm, tham quan dã ngoại. Các cặp vợ chồng đều không giấu nổi niềm hạnh phúc. Thì rung quá, rung và hồi hộp mà rất chi là vui. Thì mình cảm thấy cái hạnh phúc nó được nhân lên nhiều. Người ta nói là niềm vui chia sẻ thì nó sẽ được nhân lên nhiều lắm. Với lại ở đây thì qua cái đám cưới này mình cũng làm quen được thêm nhiều bạn bè mới ở nhiều nơi nữa. Phụ huynh của những đôi vợ chồng trẻ cũng không khỏi bùi ngùi trước đám cưới đặc biệt của con mình. Cái hoàn cảnh cũng khó khăn mà con cũng lớn rồi. Con cũng gần 30 tuổi rồi, nó quen nhau cũng lâu. Mà cái hoàn cảnh này khó khăn, gia đình nghèo quá. Bây giờ đâu phải cưới mà nó phải có tiền. Từ năm 2008 đến nay, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân Thành phố Hồ Chí Minh đã 5 lần tổ chức lễ cưới tập thể cho tổng cộng 222 đôi công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động có ý nghĩa xã hội mà Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân thành phố. Trong cái lễ cưới tập thể thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là sẽ chia sẻ những khó khăn của các bạn trong cuộc sống, giúp nào các bạn những cái niềm tin yêu trong cuộc sống. Bên cạnh những khó khăn của các bạn thì luôn luôn có sự đồng hành hỗ trợ của xã hội. Sự kiện ngày hôm nay đã đánh dấu khởi đầu hạnh phúc cho 120 cặp đôi thanh niên công nhân trong ngày đặc biệt 12 tháng 12 năm 2012, cũng là ngày biểu tượng cho sự bền chặt của tình yêu. Cũng trong ngày hôm qua, ngày 12 tháng 12, nhà xuất bản Trẻ đã chính thức cho ra mắt website chuyên bán sách giấy, sách số và tài liệu số có bản quyền ebook.vn. Hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ độc giả, đồng thời cũng giúp độc giả Việt Nam đang dần quen với việc đọc sách số và hơn nữa là sẵn sàng trả tiền cho việc này. Người đọc đang dùng các thiết bị sử dụng hệ điều hành Windows, Android và iOS ngay từ bây giờ đã có thể tải về ứng dụng ebook reader từ website ebook.vn để mua và đọc sách điện tử. Ứng dụng này dùng công nghệ quản lý bản quyền số ebook DIM là công nghệ gắn mã bảo vệ bản quyền sách số vào file sách điện tử của ebook. Nhờ đó, tính bảo mật sẽ rất cao, sách đã tải xuống sẽ được đọc trên tối đa 4 thiết bị của người dùng, không thể sao chép, không chỉnh sửa nội dung và không in ra được. Với 1.000 đầu sách cho ra mắt và mỗi 1.000 cuốn cho mỗi tháng sau đó, kho sách điện tử của ebook trở thành kho sách điện tử có bản quyền lớn nhất ở Việt Nam hiện nay.
Một điểm đáng chú ý là phương thức thanh toán khi mua sách rất linh hoạt, với mức giá sách cũng tương đối rẻ, phổ biến từ 1.900 đồng đến 9.900 đồng một cuốn. Nhằm nâng cao công tác tuyên truyền nhận thức cho các phụ nữ có con đang đi học, nắm vững kiến thức kỹ năng nuôi dạy con tốt nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật tử vong ở trẻ em, hôm qua Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã tổ chức triển khai thực hiện đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi con tốt trong hệ thống các trường học. Nội dung của đề án tập trung vào các kiến thức nuôi con theo khoa học và các phương pháp dạy con như tâm sinh lý lứa tuổi, giáo dục trẻ vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, giáo dục giới tính, tình bạn, tình yêu, giáo dục trẻ em phòng ngừa tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, đề án còn đề cập đến vấn đề làm thế nào để xây dựng một gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, đạo đức, lối sống, giao tiếp ứng xử trong gia đình. Ngành giáo dục TP.HCM phấn đấu đến năm 2015, 99% cán bộ nữ giới tiếp cận được thông tin về chăm sóc, nuôi dạy con tốt và 85% cán bộ nam giới được tuyên truyền về bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình. Một thông tin rất đáng chú ý sẽ được diễn ra vào ngày hôm nay, ngày 13 tháng 12, đó chính là trận mưa sao băng lớn nhất và đẹp nhất trong năm sẽ xuất hiện. Tại Việt Nam, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, những người yêu thích thiên văn có thể chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú này từ khoảng 2 giờ sáng ngày mai. Gemini là một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất và đáng quan sát nhất mỗi năm. Cùng với nhiều nước trên thế giới, Việt Nam có thể quan sát trận mưa sao băng Gemini, song tử khoảng 2 giờ sáng ngày 14 tháng 12. Năm nay, người yêu thiên văn gặp nhiều thuận lợi khi mưa sao băng Gemini xảy ra vào ngày không trăng. Giới yêu thiên văn có thể quan sát hiện tượng trên bằng cách hướng mắt về chân trời phía đông ngay đỉnh đầu của chòm sao Bọ Cạp. Ở điều kiện thời tiết tốt, không có mây mù, người yêu thiên văn có thể quan sát hiện tượng này bằng mắt thường và sử dụng camera để ghi lại hình ảnh. Mưa sao băng Gemini là hiện tượng diễn ra hàng năm do hàng loạt mẩu đá nhỏ, thiên thạch lao vào khí quyển trái đất khi trái đất đi qua vùng không gian chứa chúng. Hạ Huyền là đêm nhạc lấy chất liệu và cảm hứng từ giá trị ca từ của Trịnh Công Sơn, nhưng là một cuộc chơi rất mới mẻ với hơi thở của đời sống, tư duy và cảm xúc của những con người đương đại. Đây là cuộc biến chuyển thế mạnh mẽ ngôn từ Trịnh Công Sơn sang ngôn ngữ âm thanh gợi không gian hình ảnh. Đó là những gì công chúng cảm nhận được khi thưởng thức đêm nhạc Trịnh Công Sơn diễn ra tối qua tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội. Hạ Huyền hướng tới tinh thần tối giản của nhạc Trịnh Công Sơn, khai thác mạnh mẽ yếu tố giai điệu với lời hát chỉ là lời dẫn dắt để khán giả có thể biết mình đang thưởng thức nhạc phẩm nào. Trong 12 bài hát được biểu diễn, chỉ có một nửa là những ca khúc quen thuộc trên các sân khấu, một nửa là những ca khúc ít được biết đến như Chim yêu phiền, Một lần thoáng qua. Những ca khúc ấy có giai điệu tối giản tới mức gần như không có gì. Ca sĩ Thanh Giang đã làm nổi bật lên vẻ đẹp trong âm nhạc, một vẻ đẹp riêng rất sang trọng và quyến rũ. Trên tinh thần cảm nhận sâu sắc về ý nghĩa ca từ bằng những cảm xúc đương đại, các nghệ sĩ đã thể hiện các tác phẩm nổi tiếng của Trịnh Công Sơn bằng sự mộc mạc, có sự sáng tạo lớn trong phần hòa âm phối khí. Tiếp tục chương trình cùng đến với câu chuyện buổi sáng. Chạy công chức 100 triệu ở Hà Nội, câu chuyện về văn hóa bôi trơn tồn tại lâu đời ở Việt Nam và thêm những con số đáng suy ngẫm. Tin tức nổi bật trên thế giới trong cuộc sống bốn phương, Ấn Độ tiếp tục thử thành công tên lửa đối đất Agni 1. Ra mắt vở nhạc kịch Viva Forever của Saigon. Quý vị, một câu chuyện đang làm nóng mặt báo từ nhiều ngày nay, thu hút sự chú ý của dư luận là phát biểu của ông Trần Trọng Dực, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, khi khẳng định nếu thí sinh muốn thi đỗ vào công chức ở Hà Nội thì phải chạy tiền không dưới 100 triệu đồng. Thực ra, câu chuyện chạy tiền để vào được một vị trí nào đó trong bộ máy nhà nước đã từ lâu được truyền tai nhau trong nhân dân. Điều đáng nói ở đây là lần đầu tiên một người đang đương chức, đương quyền nằm trong chính bộ máy của các cơ quan nhà nước, hiểu rõ hoạt động của những cơ quan này đã khẳng định điều đó một cách công khai trong một cuộc họp và đặt ra nó như một vấn đề đáng phải bàn bạc, giải quyết và xử lý. Và để có thể giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên của kênh VTC14 đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Xã hội học Trịnh Hòa Bình là Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận Xã hội thuộc Viện Khoa học và Xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Xin chào tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, rất cảm ơn ông đã tham dự cuộc trao đổi ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa ông, cách đây ít ngày thì chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã khẳng định là một thí sinh để được đỗ vào công chức ở Hà Nội thì phải chạy tiền không dưới 100 triệu đồng. Mặc dù chưa phát giác ra được một cái hiện tượng cụ thể nào, tuy nhiên là dư luận khẳng định đây rõ ràng là một thực trạng không chỉ ở Hà Nội mà còn ở những cái tỉnh và địa phương khác. Từ góc độ xã học thì ông có bình luận đánh giá như thế nào về cái hiện tượng như thế này ạ? Cái việc một cái nhà quản lý ở cái cương vị như chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nói lên điều đó thì nó giống như một sự xác nhận rằng là cái hiện tượng đó đã trở nên không phải lạ lẫm, không phải hiếm hoi và dường như đã trở thành phổ biến. Những ý kiến phản bác thì dường như không có, và những người có trách nhiệm cao hơn nữa thấy rằng là đấy xem như một kênh thông tin để kiểm tra, để tìm cách để xác tín trở lại. Bản thân cái sự việc đó cũng giống như một lời thừa nhận. Người ta có thể bình luận được rất nhiều xung quanh cái sự kiện đó, rằng là ở xã hội chúng ta dường như cũng đã có sự chấp nhận rằng những cái hoạt động bôi trơn cái bộ máy, đặc biệt đối với khu vực cung cấp dịch vụ công, rồi những cái công tác liên quan đến đề bạt nhân sự, đến thăng thưởng, đến thuyên chuyển, vân vân, thì đều có bóng dáng của hành vi phong bì, hối lộ, và đương nhiên có hối lộ thì có tham nhũng. Như vậy thì sẽ diễn ra một cái tình trạng là những người giỏi thì chưa chắc được vào làm công chức của nhà nước, nhưng những người kém hơn, có năng lực không đủ thế nhưng mà lại có tiền thì sẽ có khả năng đỗ công chức. Nó sẽ tạo ra một cái hệ quả như thế nào đối với cái bộ máy quản lý của nhà nước hiện nay ạ? Dẫn đến cái méo mó cái bức tranh của cái nguồn nhân lực của xã hội. Bởi vì đến lượt mình, những cái người mà đã phải bỏ tiền ra để bôi trơn, đã phải tham gia vào trong cái quá trình đó với tính cách như là hối lộ, như là tham nhũng, thì anh ta cũng sẽ hành xử như vậy khi đã có được những vị trí mà cũng đặt ra được những vấn đề về chuyện nhũng nhiễu và hạch sách. Thế rồi đòi hỏi khi mà trở thành cái người có điều kiện ban phát. Rõ ràng là việc sử dụng tiền hay là cách khác là văn hóa bôi trơn không chỉ diễn ra trong cái việc thi tuyển công chức mà còn đang diễn ra trong các lĩnh vực như là giáo dục, y tế, rồi kinh tế mà báo chí, dư luận đã nói đến rất nhiều trong thời gian gần đây. Đây có phải là một cái điều bình thường trong một cái xã hội phát triển hiện nay ạ? Khi mọi giá trị nó bị đảo lộn, chân ngụy nó bị pha trộn làm cho người đời không thể phát hiện được ra nữa thì nó sẽ rất nguy hại cho quá trình phát triển, và nó đe dọa cái sự phát triển lành mạnh của cái bộ máy của chúng ta, và cái điều đó chắc chắn nó lây mất lòng tin. Thế còn bản thân thì nó làm cho chính bộ máy chúng ta nó bị xuống cấp, nó bị tha hóa, biến đổi ở chỗ này chỗ khác, và nó không đáp ứng được đúng với cái đòi hỏi của cái sự phát triển. Vâng, xin chân thành cảm ơn ông. Ý kiến của ông Trịnh Hòa Bình cũng là nhận định chung của rất nhiều người về một thực trạng diễn ra từ rất lâu, rất phổ biến ở Việt Nam nhưng chưa bao giờ là một câu chuyện cũ. Và nhiều người đã lo ngại rằng văn hóa bôi trơn sẽ làm nảy sinh tham nhũng, thậm chí là những tham nhũng rất tinh vi. Những con số sau đây có thể giúp quý vị và các bạn minh chứng cho thấy điều này. Theo kết quả nghiên cứu thực trạng tham nhũng trong khu vực doanh nghiệp được Thanh tra Chính phủ, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam công bố mới đây, có tới 69% doanh nghiệp tự nhận là nạn nhân của tham nhũng. Gần 50% doanh nghiệp khẳng định phải có mối quan hệ với ngân hàng và xuất tiền bôi trơn cho cán bộ tín dụng mới vay được vốn hỗ trợ nhà nước. Tuy nhiên, lý do chính mà 50% doanh nghiệp không tố cáo vì cho rằng đó không phải là việc của tôi, có tố cáo cũng chẳng giải quyết được gì. Hay đây là thông lệ chung, gần như mặc định trong quan hệ giao dịch. Đặc biệt, văn hóa hối lộ trong lĩnh vực đất đai trở nên bình thường, giống như việc người dân quen với hiện tượng ngập lụt mỗi khi mưa lớn ở Hà Nội. Báo cáo căn nguyên, ảnh hưởng của chi phí không chính thức trong y tế tại Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng công bố trong năm nay cho biết, có nhiều kiểu tham nhũng trong lĩnh vực y tế.
Ngoài phong bì dao động số tiền từ 50.000 đồng đến hàng triệu đồng, việc hối lộ thầy thuốc còn được thể hiện bằng cách giúp sinh học trường chuyên, làm sổ đỏ, mua đồ gia dụng và giới thiệu mua căn hộ để thầy thuốc hưởng chênh lệch. Theo đánh giá của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, nếu dưới 3 điểm được coi là tham nhũng nghiêm trọng, thì trong những năm gần đây, Việt Nam thường được 2,6, 2,7 điểm trong thang điểm 10 về chỉ số cảm nhận tham nhũng. Năm 2011, tuy có những tiến bộ nhất định, được 2,9 điểm, xếp thứ 112 trên 182 nước vào vùng lãnh thổ, nhưng Việt Nam vẫn thuộc những nước có điểm số thấp và vẫn đứng ở cuối bảng xếp hạng với tình hình tham nhũng nghiêm trọng. Như vậy, hiện tượng đã được khẳng định bằng cách này hoặc cách khác. Cái cần làm bây giờ là hành động để giảm tình trạng tham nhũng đang tồn tại. Đó là điều mà mỗi người dân Việt Nam đang chờ đợi ở những người quản lý thực sự có tâm, có tầm. Phải nhìn nhận văn hóa bôi trơn ở Việt Nam là một điều được coi là nhạy cảm và khó đụng chạm. Ý kiến của ông Trần Trọng Dực, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, dẫu sao cũng là một điều rất đáng ghi nhận và rất đáng để những người có trách nhiệm phải suy nghĩ. Và vừa rồi cũng là câu chuyện buổi sáng của chúng tôi. Tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, thứ năm 13 tháng 12 năm 2012. Ngày hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Hơn 1.000 đại biểu sẽ tiếp tục chia ra làm 10 trung tâm thảo luận theo các chuyên đề, chủ đề gắn bó mật thiết với thanh niên trong thời đại hiện nay. Các buổi thảo luận sẽ có sự tham gia phối hợp của một số bộ ngành liên quan. Ngày hôm nay, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng tổ chức hội thảo Phát triển Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam. Hội thảo sẽ giới thiệu về mô hình liên kết giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp xã hội, cũng như xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xã hội một cách hiệu quả. Ngày hôm nay, quyết định số 19 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa sẽ bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, Ủy ban Nhân dân quận huyện giải quyết tách thửa cho những hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhưng diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành không nhỏ hơn 25m² đối với trường hợp đất ở và không nhỏ hơn 300m² với đất nông nghiệp. Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức lễ công nhận danh hiệu khu Ramsar mới của thế giới dành cho vườn quốc gia mũi Cà Mau. Ramsar là công ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng một cách hợp lý ở các vùng đất ngập nước với mục đích công nhận các chức năng sinh thái học, nền tảng của các vùng đất ngập nước và các giá trị giải trí, khoa học, văn hóa và kinh tế của chúng. Ngày hôm nay, Trung tâm Văn hóa Pháp sẽ tổ chức triển lãm Hà Nội 18 giờ 6 giờ. Triển lãm nhằm giới thiệu đến người xem một chuỗi những bức ảnh chụp những con phố của Hà Nội trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 6 giờ. Những bức ảnh màu trưng bày tại triển lãm nhằm thể hiện một góc nhìn khác về Hà Nội khi về đêm, những ánh đèn chiếu sáng cho thành phố để lộ ra những màu sắc mới, những công trình mới. Tiếp theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Hôm qua 12 tháng 12, Ấn Độ một lần nữa thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-1 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm xa 700 km. Lần gần đây nhất, Ấn Độ thử thành công tên lửa Agni-1 là vào ngày 13 tháng 7 năm nay. Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ cho biết tên lửa đối đất Agni-1 được phóng từ một bệ phóng di động tại bãi phóng liên hợp trên đảo Wheeler, ngoài khơi biển Orissa. Agni-1 là tên lửa một tầng, sử dụng nhiều nhiên liệu rắn có hệ thống định vị nguyên chuyên dụng, đảm bảo độ chính xác cao. Tên lửa Agni-1 nặng 12 tấn, dài 15 mét, có khả năng mang đầu đạn 1.000 kg, đã được đưa vào phiên chế của lục quân Ấn Độ. Lần gần nhất Ấn Độ thử thành công tên lửa Agni-1 là vào ngày 13 tháng 7 năm nay. Trước tình trạng số lượng tê giác bị những kẻ săn giết trộm ngày một tăng, chính quyền Nam Phi đã bắt đầu triển khai máy bay giám sát để giải quyết vấn nạn này, với hy vọng rằng giải pháp trên sẽ góp phần giúp bảo vệ loài tê giác bằng cách sớm phát hiện những kẻ săn trộm trước khi chúng ra tay. Chiếc máy bay giám sát công nghệ cao có tên gọi Seeker được trang bị thiết bị cảm biến nhiệt để phát hiện những kẻ săn trộm ngay cả trong bóng tối. Máy bay được triển khai tại công viên quốc gia Crozier của Nam Phi, nơi có rất nhiều tê giác bị sát hại. Chiếc máy bay này có khả năng mang theo những thiết bị chuyên dụng, phù hợp với mục đích và thời điểm cần giám sát. Đặc biệt, nó không gây tiếng ồn lớn, cơ động và nhanh nhẹn, nên có thể phát hiện sớm các hành vi săn bắn tê giác trái phép. Nam Phi là nơi sinh sống của gần như tất cả số lượng tê giác ở châu Phi. Những kẻ săn trộm ở đây rất chuyên nghiệp. Chúng được trang bị vũ khí hiện đại, máy bay trực thăng và có cả kính nhìn trong đêm
để tìm kiếm và giết hại tê giác lấy sừng bán cho thị trường châu Á. Do đó, các khu bảo tồn thiên nhiên ở Nam Phi đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến bảo vệ loài tê giác. Theo giới chức nước này, trung bình một ngày nhân viên bảo vệ các khu bảo tồn phải truy lùng khoảng 20 nhóm săn trộm. Riêng ở khu bảo tồn quốc gia Crozier đã ghi nhận 364 con tê giác bị bọn săn trộm sát hại tính từ đầu năm đến nay. Số lượng tê giác ở công viên này được cho là chiếm 40% số tê giác trên toàn thế giới. Nhưng với diện tích khu bảo tồn trải rộng 19.485 km², nhiệm vụ chống săn trộm là rất gian nan. Với phương tiện mới là máy bay giám sát, giới chức quản lý khu bảo tồn hy vọng có thể thu thập thông tin nhanh chóng và chuyển kịp thời tới các đội tuần tra phản ứng nhanh. Chính phủ Nam Phi cũng đang xem xét sử dụng máy bay không người lái để giám sát chống săn trộm tê giác và có thể sẽ triển khai kế hoạch này trong thời gian tới. Trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Bahrain và các cơ quan có thẩm quyền bị buộc tội vi phạm nhân quyền, một biện pháp mới đã được triển khai trong nỗ lực bảo vệ quyền công dân, đó là một hệ thống giám sát đã được lắp đặt khắp cả nước, bao gồm cả đồn cảnh sát và nhà tù. Hệ thống giám sát CCTV giúp cảnh sát truy tìm những kẻ chủ mưu của các vụ bạo động hay những người vi phạm pháp luật. Nó cũng đảm bảo những người bị bắt không bị ngược đãi tại các đồn cảnh sát bởi có một hệ thống camera được lắp đặt khắp nơi. Đây là phòng quan sát. Chúng tôi sẽ có thể biết các hoạt động tại các đồn cảnh sát ở bất kỳ huyện nào hay thành phố nào trên khắp cả nước. Bắt đầu từ lối vào, đến phòng thẩm vấn, cho đến cả nơi giam giữ, chúng tôi đều xem được hết. Ông Isa Hassan Al-Katan còn cho biết thêm, việc lắp đặt hệ thống giám sát này không vì động cơ chính trị, mà là nhằm mục đích bảo vệ an ninh dân sự. Chúng tôi không can thiệp được vào hệ thống này. Nó được lắp đặt tại một nơi cố định, được bảo vệ an toàn và không ai có thể xâm nhập vào được. Hiện camera giám sát cũng được lắp đặt ở một số nhà tù để theo dõi cuộc sống của các tù nhân. Hành động này nằm trong chương trình minh bạch nhà tù của chính quyền Vương quốc Bahrain sau khi có nhiều lời phàn nàn về việc quản lý tù nhân. Bahrain chìm vào khủng hoảng kể từ khi phong trào Hồi giáo của người Shia phát động làn sóng biểu tình chống chính phủ gần 2 năm qua, nhằm đòi chính phủ của người Sunni tăng quyền dân chủ cho người Shia. Kể từ đó, xung đột nổ ra tại nhiều khu vực do người Shia chiếm đa số. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý diễn ra trong suốt 24 giờ qua. Hôm qua 12 tháng 12, một bức tường đang được xây dựng dở ở phía đông thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã bị sập, cướp đi sinh mạng của 5 em nhỏ và làm một người khác bị thương. Theo các nhân chứng, bức tường bị đổ đúng lúc các em này đang chơi ở ngay cạnh đó. Theo nhận định ban đầu, việc xây dựng cầu thả không đúng quy chuẩn là nguyên nhân khiến bức tường bị đổ. Chính quyền thành phố cam kết sẽ điều tra vụ việc ngay lập tức. Hiện nhiều công trình tại Ấn Độ không đảm bảo được các quy định an toàn trong xây dựng. Chủ của nhiều tòa nhà sau khi hoàn thành thường tiến hành cơi nới hoặc sửa chữa mà không hề được cấp phép. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine cho biết gió lớn cộng thêm bão tuyết đã làm đứt đường dây điện của ít nhất 200 ngôi làng ở miền Bắc nước này, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng. Thủ đô Kiev đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì tuyết rơi quá dày trong thành phố, nhiều khu vực tuyết cao đến 50cm. Thời tiết xấu cũng làm giao thông của thành phố ngừng trệ khi hơn 10.000 chiếc xe bị mắc kẹt tại những giao lộ và cây cầu trọng điểm. Song song với việc ban bố tình trạng khẩn cấp, chính quyền thủ đô Kiev cũng đã huy động các đơn vị liên quan liên tục cảnh báo người dân về tình hình thời tiết nguy hiểm. Các trường tiểu học và trung học cơ sở được phép nghỉ học cho đến khi thời tiết khá hơn. Theo cơ quan khí tượng Ukraine, thời tiết sẽ tiếp tục rơi dày cho đến hết đêm thứ năm tới, với nền nhiệt độ duy trì ở mức âm 2 độ C. Trong khi đó, tại Anh, sương mù dày đặc trong ngày 12 tháng 12 đã buộc nhiều sân bay phải hủy hàng trăm chuyến bay cất cánh và hạ cánh. Ngoài ra, Anh cũng đang phải chịu một đợt lạnh với nhiều khu vực nhiệt độ xuống còn âm 10 độ C. Tại sân bay Heathrow, hơn 150 chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn để đảm bảo an toàn. Sân bay London City phía đông London hủy 20 chuyến. Trước đó, dịch vụ phà tại bến Woolwich dọc sông Thêm đã được lệnh tạm ngừng hoạt động. Nhiều chuyến bay tại các sân bay London Gatwick, Liverpool John Lennon và Cardiff International cũng bị hủy vì sương mù. Cơ quan khí tượng nước này cho biết, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn giảm xuống chỉ còn từ 50 đến 100 mét. Do đó khuyến cáo người dân cẩn thận khi tham gia giao thông. Ngày 16 tháng 12 tới đây, Nhật Bản sẽ tổ chức tổng tuyển cử bầu nội các mới với sự tham gia của 12 đảng phái quốc gia. Chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 12 ngày đang bước vào giai đoạn nước rút, trong khi các ứng cử viên đang tranh thủ tìm kiếm sự ủng hộ của các cử tri thông qua những cam kết khôi phục kinh tế, cải cách hệ thống an sinh xã hội và các chính sách về năng lượng, thì họ đã bỏ qua một thiết bị rất hữu ích do Tây Ban Nha sáng chế, đó là máy đo cảm xúc cử tri. Các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha đã phát triển một chiếc máy đo cảm xúc, bao gồm một thiết bị đo nhịp tim,
và một chiếc điện thoại di động. Hai người sẽ ngồi trước một màn hình chiếu những hình ảnh vận động tranh cử của các ứng cử viên. Thiết bị sẽ giám sát sự biến chuyển nhịp đập tim của người đó. Thông qua hệ thống Bluetooth, thông tin này sẽ được truyền tới một chiếc smartphone để phân tích dữ liệu. Khi một người trải qua cảm xúc tích cực như hạnh phúc hoặc sự đồng cảm, thì khoảng cách giữa nhịp đập tim thường là đồng nhất. Ngược lại, khi họ trải qua những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi hay tức giận, thì khoảng cách lại thất thường. Khi cử tri tập trung vào bài phát biểu của một chính trị gia, thì thông tin cảm xúc tiêu cực hay tích cực của họ sẽ hiển thị ngay trên chiếc điện thoại thông minh. Màn hình đang chiếu bài phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush trước Quốc hội, ngay sau khi xảy ra thảm họa 11 tháng 9. Chị Paula Amirin, vốn không phải là người ủng hộ chính trị gia này, lại cho thấy những cảm xúc tích cực bởi chị rất lo lắng cho tính mạng của mẹ mình khi nghe bài phát biểu này. Ông ấy đang nói về nước Mỹ, trong đó có mẹ tôi. Đó là lý do tại sao tôi lại có phản ứng. Các nhà nghiên cứu cho biết, chiếc máy đo cảm xúc cá nhân này không chỉ phục vụ trong các chiến dịch bầu cử, mà còn có thể sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kinh doanh và quảng cáo để hiểu rõ tâm lý của người tiêu dùng. Đúng như dự kiến, nhóm nhạc nữ lừng danh một thời của nước Anh, Spice Girls đã có màn tái hợp đình đám trong buổi họp báo trước khi cho ra mắt đêm nhạc kịch Viva Forever diễn ra tại London, Anh. Bộ cô nàng gia vị cùng bước bên nhau trên thảm đỏ, riêng Victoria tham dự sự kiện cùng với gia đình. Mặc dù đã tan rã từ rất lâu, nhóm nhạc Spice Girls vẫn nhận được sự yêu mến của rất nhiều người trên toàn thế giới. Bởi vậy, mỗi khi Spice Girls tái hợp, luôn thu hút sự chú ý của truyền thông lẫn người hâm mộ. Trong buổi ra mắt buổi đầu tiên, tại nhà hát Piccadilly, năm cô gái gia vị đã được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt. Viva Forever là vở nhạc kịch mới tập hợp 18 ca khúc của Spice Girls kể về cuộc hành trình của một cô gái lạc vào thế giới người nổi tiếng. Người hâm mộ đang hy vọng Viva Forever sẽ sớm được trình chiếu tại Broadway. Vở nhạc kịch được sử dụng những bài hát từng một thời làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới như Wannabe, Spice Up Your Life, Mama. Danh sách các bài hát của Spice Girls do diễn viên hài Jennifer Saunders và Julie Kramer lựa chọn kỹ lưỡng. Có hai người phụ nữ mà chúng tôi phải cảm ơn, nhà sản xuất Judy và Jennifer. Cảm ơn gia đình tôi vì đã ở đây, tôi yêu tất cả. Spice Girls từng là nhóm nhạc nữ thành công nhất thế giới vào thập niên 1990 với những bản hit đình đám như Wannabe, To Become One, Stop, Too Much, Mama hay Viva Forever. Năm 2007, cả năm thành viên từng tái hợp trong tour diễn vòng quanh thế giới. Kể từ khi chính thức tan rã vào năm 2001, Jerry, Emma, Mel B và Mel C đều có những hoạt động riêng liên quan đến âm nhạc và truyền hình, song đều không thành công bằng Victoria Beckham, thành viên mờ nhạt nhất trong nhóm năm xưa. Giờ đây, Vic là một trong những nhà thiết kế thời trang có tiếng và được nhiều sao Hollywood ưa chuộng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc Sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.